ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី8ខែអីទៅខែឧសភាទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024បងនៅពេលនេះម៉ោង8:20 នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងម៉ង់រ៉េអល់នៃប្រទេសកាណាដាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាបរតខ្មែរជាម្ចាស់អំណាចដែលមានសំឡេងដូចតទៅនេះបងជាទបតៃបរតជាម្ចាស់អំណាចដោយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរកាន់របបជាទបតៃសេរីពហុបកដូច្នេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់អំណាចជាអ្នករៀបចំសភាជាតិរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគឺចេញពីពជាពរដ្ឋខ្មែរមិនមានជារបបផ្ដាច់ការមិនមានជារបបគុំនេះទៅយ៉ាងទៅលើនោះនឹងគូឲ្យអ្នកពជាពរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកការតំណាយគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាខ្មែរកាន់របបជាធិបតេយ្យឲ្យបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនឹងបានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិព្រោះតរនេះមុននឹងចាប់ដល់ចាក់ផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតគុំនិយាយពីអបិយជំនឿបន្តិចអបិយជំនឿបន្តិចសិនខ្ញុំបន្តរឿងនយោបាយតទៅទៀតព្រោះអបិយជំនឿ
Thank you, my son. D'accord. On the way, the way. The gym doesn't. Rồi sắp ngay mẹ là bây giờ mới mới khá là không có bây giờ mới bà bà thà anh nhà thuốc mai còn trò át chùm nành thế bà bà bây giờ mới nó mới mến chế bút sạch nà mến chế bút sạch thuốc áp chí rẻ khá mai sọp tù bình bà mình thất thê yu thế thì bà bây giờ mới lọ mến Khmer thlop miet mun trâu pung rung te khok khok tong khluon pung rung bo porat khmer thlop chue nang chue pchee rai khmer chue tau pen mun that te te pen khluon te pung rung he khok da khluon khluon pung rung he bo bo ti 14 mun chnom jeung tha Chôm, khó hơn đi. Ờ, khó. Hơn đi mua tiết chôm. Khó. Hơn đi. À, hôm bốn. Khó. Hơn đi tớ vinh ta. Tớ luôn tớ bằng rừng. Tớ vinh. Tớ bằng rừng à, bằng bèo nè ở chùi chè chùi chò. Hai chăn một ní, hai thom hôn vì xây, hai tiêu ta rục đầy. Mùi chmu bất rộ bỏ lô cư xôn chăn vì thế, tại lô đạp. Ok. Hà sập một. Hà sập một bớt. Trông, mình hỏi. Sai chiêng
mang chát đắng của lúc ở trần kế tổ tu sơ tu tiếng bật tê đến hay mình men đặc mai dân thế tu sơ sau bay nó thay nâng cùng một phái cùng cùng lục đại cam chưa có một phái cùng lục ngày một đời xa kết tình niêm rồi bỏ lục đời xa chùm nát đắng rồi bỏ lục nó bây để lục trên nguồn giấy một bò sạc mai dưng thả lục trần này mơ trâm tay sầm bạch vô sắc thần nã tu nết tý á, cái này kết thai bảy mươi hai, lúc này dây cân là dây sọp tam dương sọp tam, vị trí chuyên đại cung cung đại bạc tổn lục tổn năng cứ bộc phát chỉ miên liệp sáu đại trường, miên đoạn đấy, nên dương trong mười sáu đại bảo lục, mỗi tiết bảy mươi hai thế ra, đại quân bình định hốc sơ văn đấy, ông na đại an sơ phôi chấn cứ sơ lục, cái này sơ lục đại an sơ phôi lục, hai bàn bạn sẽ cơ bộ phía là bỏ lụng. Đại quân hốc sổ văn lô miên bầm non là ồ. Chênh mô này dí nên nằm bụt bò sạch khmai dương. Còn ta trâu ban và chi chôn khmai dương nâng chi đôi chú chẳng. Tha lô chẳng nền. Khi tử vô kê chứ mô là bỏ lụng. Mình mên miên đặc nông sổ khmai đấy để kì tử tu sơ. Lô riêng cho bình định. Nhà muốn nâng khơi chai sở nhà bạc đó sơ. Một bị Pakistan để riêng Phật giáo này, nét đẹp kia riêng, nét đẹp ban an sự phô lục trơn cứ mình miên để làm tổ chức để đi lục đi, vì pro lục sự phô lục để trơn cứ nén nằm, phụt bỏ sạc mẹ tăng bị yêu hơi này, tăng bị yêu hơi để lục sự nén nằm mẹ nâng, còn thế dương ắt cơ lục, tập về để lục chân mô mình vừa chân mô nén nằm chân mô cầm mô, dương ba chi sọp lục hay vì miên bua nhà rô lôi tam online nữa tàu nhung nhung quanh ao để di chuyển các bạn được nát lập một kia nữa ha vợ đâm năm mà nuôi đầy bạc bạc kia hết rồi sao mà kia kia nữa nó bàn bon cay lên còn té nhung nhung mà nuôi đéo tàu kia hết rồi bạc bạc kia nó còn ba mình nói này ba mình sao đấy vừa tiêu vừa tết được che rô đỏ lâu nè anh nó sai ấy nó sai nhung nhung cũng bay bạc bạc sọp thả riêng nó với lòng bạc rồi tôi chẳng nay lưu kịp tiên trả tranh vì sao cũng nơn từ râm ban cho sở la riêng cho sở la riêng hay từ râm ban trẻ đăng à trẻ đăng hơi nó phê ra quần vua trắp kê ôi kê kê pre ôi kê lo nâng cầu của bạc này căn là của bạc tiền nhưng mình tích chân á nó phê ra riêng trẻ đăng hay nó dây quần dê quần vua kê kê ọt ọt sạp kê ọt cầm rối kê chi nhưng nghe là râm riêng á còn tay cái này lực tinh chất hả miên để chậm nét đấng tết để ai phương ôi bị phục lông nên sọc xa lõi chưa đấy chưa ủa chạy lần bình thả chìm lược quá cũng lược lắc miên chẳng bị đào màu bình đã đọc cõi mà chìm lược ជាតកើតឡើងតតគ្នាខ្មែរសរុបយកពុទ្ធសាសនាជាគោលប្រតិបត្តិដើម្បីចេញចាក់ទុកពូហើយជំនឿមុនៗក៏ទុកជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងចិត្តហើយទៅជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរទៅចុះប៉ុន្តែច័ន្ទមនីនេះយកអាជំនឿដែលខ្មែរច្រើនចោលហើយទៅសាសនាពលឹងទៅយំ សាសនាព្រាហ្មណ៍ខ្មែរច្រើនចោលហើយយកពុទ្ធសាសនាជាគោលបែរជាយកអបិយជំនឿនឹងពង្រឹងផ្សាយអបិយជំនឿនឹងឲ្យខ្មែរជឿទៅវិញអានឹងនឹងដើរថយក្រោយពូតាមទីពង្រឹងពុទ្ធសាសនាដល់ធ្វើជាងទៅហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាប្រឆាំងពាក្យពីរបស់ពុទ្ធទៅវិញពូមិនយកពាក្យពីរបស់ពុទ្ធយកមកអនុវត្តបែរជា យុវបច្ចុប្បន្នដែលមានជាជំនឿរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដមកពង្រឹងខ្លួនផ្សាយនិងផ្សាយឲ្យគេជឿនឹងខុសតខុសតនោះដល់គេទៅទុបទល់ទៅប្រឆាំងហើយរដ្ឋអញ្ញាធម៌ខ្មែរនឹងបើថាពង្រឹងរឿងនឹងខុសហើយខុសហើយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលចាត់ទុកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋពូ ជាសាស្ត្រដែលខ្មែរជាសាសនាផ្លូវការជាមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយអន្តរជាតិគេដឹងឮគ្រប់គ្នាមិនលើកតម្កើងអបិយជំនឿបែបហ្នឹងដូចចន្ទមនីហ្នឹងទេ
lâu tới na thơ bị thi ấy mới buông buông xuống ở chỗ sao ấy ở chưa cả bất chấp lại ở vậy vậy cả bị sa đại bẩm nô mà nô có sa nô thưa miền cả mà kỳ cả bòn sơn buông xuống mọi bị sai tế bà đà bần bốm để mơm khơi như thế ăn miền mùa than bất bạc có thế cứ vô bà lấy chứ môn là cung kia tha ở chui sốt bà lấy tớ ở chui chết chui chứ ở trâu rồi ớt miền bút sạc nà bất bạc có thế bần anh chân mà đi bốm lê cháu thế nâu tớ bừng rừng đạp sai chân ở nâng bịch phía bà rớt ớt ớt môn nê thế còn tố là bếp còn tố có mà cháu đó còn tối mà cháu đừng bỏ tích tiết đăng áp chiếm bây giờ rồi có mấy đăng ca bật đại bộ chỉ cả bọc ra chỉ cả bình tỷ ấy mình biến sai đà tích sản năng sở tạm bộ bút sát nà thế luôn bẹ sắp bằng dịp bố can bút sát nà bần dương dễ bây chìm nửa bình bố ớt trâu ớt trâm trâu từ tạm ca bút để nó mà chia vào đó không ai dục chết đồng nạp tàn to để tiết tế vô anh đang chọc và nâng anh lưu xuống sân mình mà bàn bà dô cứ thật không ai những bộ rõ không ai phải chẳng bắt sắp trăm phê rối chỉ nè chỉ cả sĩ cỏ chỉ thôi cả sĩ cam đối chứ này hay ổn miền tực vì nó ổn miền tực mà đây là không tực liếc về thua sân là xuống ở áp bá khét, cục khét đứng ổ. Hãy chế bệnh sát nạn lớn đứng, rốt một trái nạn lớn đứng, tự quam trô đứng đứng, cứ chí bà lại, bằng hô tức, ôi miên tức khúc, răng khúc bà xá, thơ bê na có bàn đẹp bà, nâu bà tế chết kháng dưỡng kê, thơ xa bị bày đấu bà, bị bày đấu, đôi kê miên tụng lúc tức, kê miên bà lại tức, bà, chị break smart nít tức. Do you yên cố cố khát cố chị belay, I mean belay tức bong hô tức bicho srai. Bom mân pleeng cố mến tức bom rong tóc em chân khôi. A paid pleeng mang tù srai đỏ bom mang khai khai mão rin. On mến pleeng tiết as a tù khôi bong khôi khôi. Đấy thế ở miền tức sự cô tục ở miền tức hay miền tần lê bằng bồ hay dương miền miền tức làng về tức làng về tức làng nó hồ tức đã về những chị nhưng đã sụp tục mỏng của đó tức sợ tục bình thường nó rừng sợ và những tục 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 rồi tôi ta từ thưa cục khai tăng ngõ mà phải làm khai ở miền lại tức cục khai vào cũng mọi khoa khát bờ nông bản thư sai chúng cá bán cả nó thư sai chúng cá bán sẽ tự cách bên là ngài bờ hỏi tìm mùi tìm pí từ ở miền là bỏ phía thuộc tay trầm trừ bỏ cho nó trầm trừ hãy thư tam bộ xã phê ở rộp xã rõ nằm rịch nhưng một tế chuyện lưu thảo ở khmai càng là bọc chia tụp tay bọc chân áo đầy trầm trâu. Càng là bọc chia tụp tay ở trầm trâu, cổ rụp sử thị mà nụ, cổ rụp sử thị bà chia bà rốt ở bàn trầm trâu. Anh ấn, ảnh càng là cổ rụp bốn nâu tầng ọ. Kể chúi ô bà tham thêm tiệt, tìm mối tí bí, bộ cổ rụm bì dục tuân thông thông kỳ ách mô xí sọ khmai. Anh sẽ khmai miễn càng nghe thờ, anh sẽ tự cách lưu này. Bà tích chuyên lưu nói của bà thử chẳng của khá là kỳ tục chất là khám ai mình sẽ bắt trong rõ tâm tấu kỳ sọc chất nổ rô xí sọc khám ai. Xô mọi nhà thô khám ai tôi bây giờ lâu bắt đó là tuần tâm tấu cái đó để căn ca sọc máy rồi thơ ăn quá tạm đằng kỳ tìm mướp bà lại tực rồi miên tực tăng một phây bà làm khai có mọi khóa đồng bây tôi khám ai thư xa ra dùng cá nâng đâm tầm nam xếm xế, cũng ai khôi khá tầm nam. Ấy, bởi miền xa ra thư xa có khám ai, miền ca nghe thư khám ai nâng tầm lọc mà bình hỏi. Ồ, hồ xí nâng sọc luôn bình hỏi. Mà thư hồ xí sọc kế mà bị cỏ, hay ở nhà thuộc khám ai ở miền thư ấy sọ.
រកការងារបរតខ្មែរអត់រកការងារហើយគេមកជួយខ្មែរហើយធ្វើឲ្យគេបិឈប់វិញទៅការអនុគមន៍ពន្ធអញ្ចឹងបើយើងអត់គោរពតាមសិទ្ធិរបស់គេគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេព្រោះអានឹងគោធ្វើឲ្យប្រជាជនពិចារណាឡើងវិញព្រោះអានឹងមួយព្រោះអើថ្ងៃនេះថ្វាយលើឃើញមានព័ត៌មានមួយតាមខាងព័ត៌មាន Cambodian Daily ឬដឹកនាំដោយលោកហាសានបានពិគ្រោះគ្នាអំពីអំណាចសពថ្ងៃអំណាចសពច្បាប់មិនសពច្បាប់បែបម៉េចហើយចាំស្ដាប់មើលហើយទី2គឺបាត់កម្ពុជាក្រោមបាត់កោះត្រល់បាត់អីហើយទឹកសមុទ្រខ្លះព្រោះចាំស្ដាប់ពាក្យសារគ្នារឿងនោះមានប្រយោជន៍ច្រើនថ្មនៅយកមកផ្សាយរឿងនោះឲ្យពលខ្មែរស្ដាប់មើលតែថ្មមិនបាច់ធ្វើថាថាច្រើននេះស្ដាប់តែគេនិយាយមានហេតុផលរបស់គេស្ដាប់តែព្រោះដល់ហើយព្រោះលើដូចជានៅភាគណាអបបៃចាំដល់នេះបងសិនអមមានដល់គេមាននឹងនោះចាំតទៀតនេះដែលកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងលោកអាឡិនលោកមួយទៀតបានមួយទៀតហំពូពីយ៉ាងហូតមិនបានដល់ខ្លួនសែនដូចគ្នាអំពីការបកស្រាយថាខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេទទួលស្គាល់ពួកអ្នកនាំពាក្យរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតពួកអ្នកនាំពាក្យរបស់ហ៊ុនសែនគេថាអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាមិនគ្មានទៀមទាឲ្យអ្នកណាទទួលស្គាល់អីទេមិនគ្មានច្បាប់អីណាទៅទៀមទាឲ្យពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្សេងផ្សេងទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែពេលហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែនឡើងវេទិកាសាធារណៈនាំគ្នាបកស្រាយអ្នកនេះទទួលស្គាល់អ្នកនេះជួបសវនកម្មអ្នកនោះជួបសហការគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំជួបជួបបងប្អូនគេមិនបានទទួលស្គាល់ទេហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺគេធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយខ្ញុំជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអង្គការតំបន់ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកំចាត់អង្គកម្មឆ្លងដែនហើយអ្វីដែលគេបារម្ភគឺថាអង្គកម្មនឹងវិភាគពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអំណាចបដការរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងរឿងដែលសំខាន់បំផុតបងប្អូនទាំងមូលគេជួបហ៊ុនម៉ាណែតណាគឺក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់បែបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរំមួយគេជួបហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្ពុជាទេមិនមែនទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតទេឧទាហរណ៍ពេលដែលគេជួបហ៊ុនសែននៅមុខកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិជួបហ៊ុនសែនតែជួបហ៊ុនសែននៅពេលនោះនៅពេលដែលហ៊ុនសែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់វៀតណាមគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេអត់ទេគេជួបហ៊ុនសែនដើម្បីទាញដៃហ៊ុនសែនឲ្យទៅដោះស្រាយគេជួបហ៊ុនម៉ាណែតពេលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរដើម្បីទាញដៃហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យជួយយ៉ាងមួយទៀតលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅភ្នំពេញកន្លងមកមិនជួបហ៊ុនសែនធ្វើសហប្រធានជាមួយហ៊ុនសែនទៅទៀតប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអត់ទេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកច្បាប់គាត់ទទួលស្គាល់ទេអត់ទេត្រង់ណាដែលគាត់មិនទទួលស្គាល់គឺជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនដល់លេងកម្មសុខាដល់លេងសេងធីរីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើគេទទួលស្គាល់គេចាំបាច់ទៅប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីបាទឃើញទេបងប្អូនបាទមានគេជួយលាក់លៀមថែមបាទអានឹងយើងបាក់គេទទួលស្គាល់គេជួបហ៊ុនម៉ាណែតពេលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពួកគាត់ខំបកស្រាយថាគេអញ្ជើញហ៊ុនម៉ាណែតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេអញ្ជើញហ៊ុនម៉ាណែតទៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងអាមេរិកអង្គការតំបន់ផ្សេងៗណាគេអញ្ជើញនឹងអញ្ជើញក្នុងឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញក្នុងឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែជាធម្មតាទេប្រទេសមួយត្រូវតែមានរដ្ឋបាលមួយគ្រប់គ្រងបាទទោះបីជារដ្ឋបាលនោះខុសច្បាប់ក៏ដោយគេត្រូវតែអញ្ជើញអញ្ចឹងណាវាលុះត្រាណាតែរដ្ឋបាលនោះបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សស្ដាយស្ដាយពេកដោយករណីនៅភូមិមានទើបគេមិនអាចអញ្ជើញរដ្ឋបាលនឹងបានបាទប៉ុន្តែគេ
ตย์นั่งแจ้งปุ่งจะหอนเอาภูมิเอกลองมาบอกโอนตะเคยเนี่ยภูมิเอกันเอาแต่เจิ้งดำนาประเทศภูมิเอจะรวมกันไปจุมาเซียนดาปนได้กรมตะเกียบมันแต่งเจิ้งรัฐาภิบาลได้ฟังสำนักมนุษย์นั่นเกี่ยวเอาเมียนดำนาไอ้กระดิ่งมุ้ยเราบอกประเทศภูมิเอจะรวมในกรมกันไปจุมาเซียนเมียนได้ทำไหมเมียนได้ท่าภูมิเอเราแต่เชื่อสมาชิกอาเซียนภูมิเอเราแต่เชื่อสมาชิกออกาสัตย์จิตเกิดตั้งแต่เจิ้งภูมิเอปนได้เกียบมันแต่งเจิ้งกรมมนุษย์ได้ฟังสำนักมนุษย์ลงตีก็น้องบ่าบ่าบ่าจังไห้នៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាក៏ចឹងដែរគេអញ្ជើញប្រទេសកម្ពុជាតែក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតអាចទៅបានហ៊ុនសែនអាចទៅបានដោយសារតែស្ថានភាពណាឬក៏អំពើរបស់គាត់វាមិនដល់កម្រិតបាញ់សម្លាប់តាមផ្លូវសាហាវសាហាពេកគាត់ចាប់ដាក់គុកណាគេនៅអង្គុយនិយាយបានគេនៅសង្ឃឹមថាអាចចរចាបានគេនៅអាចគិតថាបដិងបានអានេះគេឲ្យទៅចូលរួមហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទទួលស្គាល់ទេរឿងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនគឺថាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអស់ទាំងហ្នឹងណាត្រូវហ៊ុនសែនតាំងពីហ៊ុនសែនដល់ហ៊ុនម៉ាណែតទៅបកស្រាយថាខ្លួនត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់ហើយតាំងពីដើមរៀងមកគាត់ធ្វើតែរឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើតែរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់ព្រមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិទេអត់ព្រមបញ្ហាអត់ព្រមដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញបញ្ហាកសិករបញ្ហាការងារកម្មករបញ្ហាសង្ឃឡើងថ្លៃបញ្ហាបំផ្លាញធនធានមនុស្សបញ្ហាគ្រឿងញៀនលបៃស៊ីសងគ្រឿងស្រវឹងការហូរចូលនៃទំនិញខុសច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងឧទាហរណ៍សត្វជ្រូកទឹកកកសត្វមាន់ទឹកកកហូរចូលកូនគៀអត់ដោះស្រាយទេមួយថ្ងៃខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ប្រទេសនេះសហការហើយចាំបាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចាំមិនដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទៅចាំបាច់អួតទៅអីបើមិនដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមានន័យថាអ្នកឯងមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជាតិទេខ្ញុំសូមគោរពមានចំណុចខ្លះដែលអស់លោកអ្នកទាំងឡាយគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងអឺប្រទេសនេះទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានស្គាល់ថាគេអត់ទទួលស្គាល់ទេពីមុនហ្នឹងហើយស្ទឹមគេមកទទួលស្គាល់ឥឡូវទី1ទី2ទៀតបើយើងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយអឺអត់មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយថាខ្លាចគេមិនទទួលស្គាល់ទេបាទហើយដូចលោកមួយមានប្រសាសន៍បាញ់មិនអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសានយោបាយកិច្ចការទូតអន្តរជាតិហ្នឹងគេមានពាក្យរបស់គេបាទពាក្យទទួលស្គាល់ហើយនឹងពាក្យថាប្រស្រ័យចាប់ដៃគ្នាយើងសហការគ្នាក្នុងរឿងអីមួយនឹងផ្សេងគ្នាគេអត់កាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ទេពីព្រោះអីព្រមបន្ទល់ប្រទេសមួយមួយវាជាប់គ្នាបាទដូច្នេះហើយគេគេហៅ stay engaged ឬក៏ keep the dialogue បាទស្គាល់ថាកិច្ចសន្ទនាគ្នានៅនិយាយគ្នាអត់គេតបមកតបកទេបាទបាទនឹងបែបហ្នឹងហើយយើងយកអាហ្នឹងមកបកស្រាយបញ្យលប្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទៅថាហេគេទទួលស្គាល់យើងមានរឿងដែរថាគេទទួលស្គាល់យើងគឺមានថាគេទទួលស្គាល់ឯណាគេគ្រាន់តែថាគេឧទាហរណ៍មួយទៀតលោកពូដើម្បីជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអោយច្បាស់ឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកសម័យដូណាល់ត្រាំដូណាល់ត្រាំគាត់ចាប់ដៃសន្ទុះគាត់រកការចរចាជាមួយគីមចុងអ៊ុនសោះថាគាត់ទៅទទួលស្គាល់ថារបបគីមចុងអ៊ុនល្អហ៎របបគីមចុងអ៊ុនជួយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហ៎គាត់ដឹងថារបបគីមចុងអ៊ុននឹងសាហាវប៉ុណ្ណាក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់ព្យាយាមទៅរកការជជែកជាមួយគីមចុងអ៊ុនពីព្រោះតែមានបញ្ហាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍បញ្ហាអសន្តិសុខតំបន់ពិភពលោកទាំងឡងគាត់ព្យាយាមជជែកជាមួយគីមចុងអ៊ុនទៅប្រសិនបើត្រូវគ្នាវាសម្រួលទៅដល់បញ្ហាអសន្តិសុខតាមតំបន់ពិភពលោកតែញ៉េះអានេះគឺរឿងនំទេមិនរឿងគេទទួលស្គាល់ទេមកហើយមិនមែនហេតុហ្នឹងគួរតែព្យាយាមកែខ្លួនបាទហើយរឿងដែលល្អបំផុតណាប្រសិនបើហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើបានណាគឺផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាជាតិទៅក្រុមងារសម្ដេចរបស់គាត់ហ្នឹងមានតម្លៃតិចហើយសាស្ត្រាចារ្យនេះបានសាស្ត្រាចារ្យហាក់ដោះស្រាយបញ្ហាការងារបញ្ហាបំណុលបញ្ហាសង្ឃឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់មកគឺអាចមានតម្លៃហើយក្រុមងាររបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតគាត់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងតំណាងរាស្ត្រនៅភ្នំពេញផងណាប៉ាត់បញ្ហានៅភ្នំពេញគូគីបាទឧទាហរណ៍បញ្ហាពេលភ្លៀងម្ដងទឹកលិចផ្លូវដូចទន្លេអញ្ចឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបឋមនឹងសិនជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយណាបងប្អូនប្រសិនបើមេដឹកនាំនោះពិតជាគិតជាតិណាជំហានដំបូងគេដោះស្រាយបញ្ហាបឋមឲ្យបានជាមុនសិនបញ្ហាដែលប្រឈមបឋមហើយបញ្ហាដែលប្រឈមបឋមទៅបាទចំពោះប្រទេសជាតិយើងគឺការពង្រួមជាតិនឹងឲ្យផ្សះផ្សាគ្នាអាហ្នឹងមួយទីពីរបំណុលសង្ឃឡើងថ្លៃការងារហើយនឹងគ្រឿងញៀនអីជាដើមអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាបឋមណាបាទគាត់អត់បាននិយាយអំពីដំណោះស្រាយលើបញ្ហាបឋមនឹងទេគាត់ថានោះនិយាយអំពីរឿងអីដោះស្រាយបញ្ហាការងារ5ឆ្នាំទៀតបដោះបដាលយុវជន5ឆ្នាំទៀតបញ្ហ
ថាកសិកម្មយូរវែងគាត់ថាចាំមើល20ឆ្នាំទៀតមកមកសិនចាំបាទបាទមើលនយោបាយរដ្ឋថៃលោកពូនយោបាយរដ្ឋថៃគាត់តែគេឡើងមកគេថាចែក10000បាតភ្លាមដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់អត់ឃ្លៀមមានស៊ីអីណា10000បាតអាចដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមបានអាហ្នឹងបានគេជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះអីឧបមាថាលោកពូជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ពុំអត់បានហើយលោកពូថាអូចាំ5ឆ្នាំក្រោយចាំពូមកជួយពូនឹងរៀបគម្រោងឲ្យជួយបានបាត់ល្អជាល្អជួយអត់ឡូវនឹងអត់បាយទៅបាយហុំសិនមកអត់ទេអានេះគេដោះស្រាយទៅធំបាទបាទអានេះគេហៅថាត្រង់បាទបាទបើសិនជាវិបត្តិហ្នឹងសន្តោសមែនបើសិននេះវិបត្តិប្រទេសយើងកំពុងប្រឈមជាក់ស្ដែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវិបត្តិអស់ហ្នឹងគេត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់និងជាអតិភិបហើយបើមិនប្រុងដោះស្រាយទេថាចាំ2ឆ្នាំក្រោយ3ឆ្នាំក្រោយ5ឆ្នាំក្រោយមកហើយមកមួយតហ៊ុនសែនចឹងអញ្ចឹងលោកពូសួរថាតើប្រសើរជាងហ៊ុនសែនទេតើសង្ឃឹមបានទេអត់មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំសង្ឃឹមតែមួយគត់លោកពូបាទគឺជាបរិសកម្មគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសសកម្មនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសសកម្មក្នុងប្រទេសដើម្បីកសាងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចេះតវ៉ាបាទស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញកាលណាយើងតវ៉ាស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិណាអាហ្នឹងមានន័យថាយើងមានកិត្តិយសនៅចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិហេតុអីក្រៅស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងណាស់មានការរំលោភមានរដ្ឋាភិបាលបំពានហ៊ានក្រោកឈរឡើងដើម្បីតវ៉ាអាហ្នឹងហើយមកជាតិបាទអានេះបានមោទនភាពជាតិហើយលោកពូបានជាមោទនភាពជាតិប៉ុន្តែពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងជាតែកំតិចជាតិពុកអរលួយក្បាលធំក្បាលធំហើយក្បាលអត់បញ្ញាក្បាលអត់បញ្ញាហើយក្បាលគ្មានសុឆន្ទៈគ្មានមនសិការគ្មានគុណធម៌អត់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាតែយើងនៅតែស្ងាត់បដែបដោយបដែបដោយបានន័យថាយើងអត់បានការដែរណាបាទគេថាអូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងធ្វើអីតែកំពុងធ្វើអីគេកំពុងតែបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើអ្វីបាទនឹងអត់មានមោទនភាពសម្រាប់យើងណាបើយើងសកម្មឡើងតវ៉ារកម្មដោអានោះបានមោទនភាពបាទរបស់យើងបាទយើងហាក់បីដូចជានៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏ស្ថានភាពមួយដែលអង្គុយចាំមើលចាំមើលសិនចាំមើលគ្នាណាធ្វើអីមុនណាធ្វើអីក្រោយណាធ្វើអីបន្ទាប់នេះចំណុចមួយមិញហ្នឹងថាដែលគេរាប់រកឲ្យទៅប្រជុំក្នុងវិធីផ្សេងផ្សេងទៅគឺថាមានបានតែគេទទួលស្គាល់ទេគេឲ្យទៅក៏ជាប្រទេសមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យតែសម្លាប់ដោយមេតាហានពុំមានតែសម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់អស់ខ្លួនហើយអស់ច្រើននោះគេមិនហៅមកប្រជុំទេគេប៉ុនហៅតំណាងតំណាងមួយទៀតឲ្យមកប្រជុំមានបានតែគេទទួលស្គាល់ទេដូចជាគេលោកប្រធានទៅដោយអាមេរិកទៅនិយាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងមានបានដូចគេទទួលសារកូរ៉េខាងជើងពិតតាមត្រូវគួររាប់អានឬទេប៉ុន្តែគេទៅតែជួបមនុស្សហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងសកលលោកដូចជាយ៉ាងណាមិញយ៉ាងដូចជាបាក់គេយល់បានបព្វជិជនទៅអង្គការសព្វជិជាតិប្រជុំនៅអាស៊ីជាមួយអូស្ត្រាលីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងគេឲ្យទៅប្រជុំព្រោះក្នុងឋានៈកម្ពុជាមានគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទេអានេះគេចង់និយាយយ៉ាងម៉េចឡើងពូឥឡូវសូមស្ដាប់តទៅទៀតធនាគារជាតិកម្ពុជាគេហៅថាលោកសុនសានតាបាទឯកឧត្តមបាទយ៉ាងច្រើនឯកឧត្តមបាទតែសម្ដេចនឹងគឺថាជាងារមួយដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទាននឹងគឺវាពិសេសគេទុកប្រើនៅពេលពិសេសទេអត់យកមកលេងណារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចាំលោកពូខ្ញុំចាំគឺថាងារនឹង
តាំងបើនៅធ្វើការងារបំរើរាទាំងប្រសងទាំងអស់គេតាំងស្ដេចណាឲ្យរាជស្ដេចនេះស្ដេចនោះទៀតទេអត់មានទេមានតែខ្មែរហ្នឹងធ្វើខុសគេហើយបើតាំងជាស្ដេចហើយគេពេលផ្លូវការបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាគេអត់ហៅស្ដេចឯងគោរពស្ដេចជាចិនត្រៃជាងទេព្រោះហ្នឹងមិនចឹងថាបើតែប៉ុណ្្នឹងប្រកបគេឲ្យហៅខ្លួនឯងជាស្ដេចឯទៀតណាហើយដល់ហើយខាងសង្ឃហ្នឹងក៏បកកើតជាស្ដេចស្ដេចដែរណាក៏មានស្ដេចហើយប្រកបគេឲ្យប្
tên cơ hò. Bồ tăng đã miên mục nghề hỏi tự. Bồm ra riêng bồ tăng chiến đi chiến nụ chiến sạch hỏi khuyên thức ca nghĩa ấy là năng ớt bàn bà cho hỏi tế bồ. Bồ dụ sạch mà ốp tục. Cứ tăng dụ sạch dụ sạch mà ốp tục. Hay pháp kê ở hào khuôn ấy dạy sạch tự tiết bồ. Năng vừa ớt miên xóm bạc. Thơ thơ miên bà cho hỏi. Thơ bà thơ miên ẩm nái bà dụ ẩm nái nó bồm ra riêng. Yo slide nung mo bamra ri bo at bamra ri te at pjaoy te bo tang nung ko na yo slide ma op tok te at men pjaoy te samap chiet ko lo sum sanap to tu tiet at tamlai ke sap ba pi daem ke ra sa tamlai ngie ko rom ngie nung ba pi pro vi che pram ha khlap protein alau nung vi do che chap huay hai vì pro ấy đôi một tia họ đôi chị ông nhà ấy chị đam chẳng bà nẹt ông nhà bị đam ông nhà bị đam mà lúc nẹt là sơ đại chút chất á bà thầy chị nẹt để chui chùm nuôi khắng là càng rừng cô nhiều bài chất ở cẩm đất đây nó tao sơ đại nhắc bà nó dùng mưa bùn bọt sát hết nhắc bà ông nghe người sống đại nít pi tòa tài miền sơn đại thấu mặt chụp chuyện mà từ cả cả niên nắng hai niên nắng từ làm hạ sắp tòa tài bà ông sắp về hà nội tây miền tây ឡើងថ្លៃ
សមត្ថភាពបញ្ចុះតម្លៃសាំងទេកំសោតទ្រឹស្ដីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនទេទៅប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកទោះបីជាសេរីសេរីមហាអំណាចសេរីមិនមែនមហាអំណាចកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសតូចកុម្មុយនីសធំកុម្មុយនីសសុខកុម្មុយនីសពាក់កណ្ដាលបដិការពាក់កណ្ដាលលីលំក៏ដោយពាក្យថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រើដូចគ្នាក្នុងកម្មវិធីនយោបាយប៉ុន្តែរឿងដ៏សំខាន់ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយមានបញ្ហាក្នុងរបៀបរបបនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនដូចគ្នាទេពីព្រោះស្ថានភាពជាតិខុសគ្នាធនធានខុសគ្នាហើយនឹងចំណេះដឹងក៏ខុសគ្នាដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើគ្រាន់តែប្រើពាក្យទូទៅថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺទៅមិនរួចទេការនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបកិច្ចឡើងថ្មីគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រង់នោះគឺបោកប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគេមិននិយាយទូទៅចោលអញ្ចឹងទេចំណុចទី1ធំប្រសិនបើមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានសុខឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមែនណាគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍សង្គ្រាមថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋទៅថាក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណឹងមានសមត្ថភាពបញ្ចុះតម្លៃសាំងដែរឬទេនៅដល់ស្រ័យមុនអាចជាអតិភិបជាការចាំបាច់របស់ប្រជារាស្ត្រគេដល់ស្រ័យមុនដូចជាថៃឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមគេឲ្យលុយប្រជាពលរដ្ឋបើមិនយល់ច្រឡំទៅដូចជិត10000បាតបើម្នាក់ម្នាក់ទី1ទី2គេបំតល់ជាពាក់នឹងសូមឲ្យពជាពេល3ឆ្នាំចាំសងគេដោះស្រាយភ្លាមរបស់ជាការចាំបាច់ចំពោះមុខមកដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមអត់បងងយូរទេបើឲ្យពជារះមានបាយទទួលទានបើពេលទៅរោគឆ្លងនោះវាសេដ្ឋកិច្ចថាវិការគ្រួសារខ្សោយគេឲ្យរកពន្ធបាទភ្លាមភ្លាមអាហ្នឹងគេដោះស្រាយភ្លាមឡើងគឺអាណាអតិភិបជាចម្បងគេដោះស្រាយភ្លាមហ្នឹងគាត់ចង់និយាយវិញអញ្ចឹងបងមកលើសាប់តទៅទៀតបងអត់មានសមត្ថភាពបញ្ចុះតម្លៃសាំងទេកុំសោតទ្រឹស្ដីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺបោកប្រជាពលរដ្ឋហើយឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋជួបវិបត្តិបំណុលវិបត្តិបំណុលទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីនយោបាយជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបោះស្រាយជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយវិធីណាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរឡើងនិយាយជាទូទៅអញ្ចឹងអត់បានការទេជាអ្នកដឹកនាំគេនិយាយឲ្យចាំបញ្ហាថាបើគេបោះស្រាយបញ្ហាទំនួលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយរបៀបណាគាត់ទៅធ្វើកសិកម្មរបស់កសិករយើងទៅធ្វើរបៀបណាយើងបរិយរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបន្តបញ្ហាទឹកទឹកអញ្ចឹងទេទឹក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 
Thank you.
Bye.
ជារបស់យើងតែយើងនៅខ្វះខាតមួយទៀតគឺ
sắc này mê đập nuông mà bao dương thêm bây giờ bằng tay tự chốt cao tập tì lông này dù ra thì bằng rây hôn sáng ạp nhiên mê đập nuông rồi bọc thamai rút nga đã dô sọp tha Campuchia cao trở tay chờ bọc Việt Nam một tì rồi có dô sọp tha cả cắt Campuchia cao ai Việt Nam cũng có lòng chờ lưng trầm trầm một tì có nhiên mê đập nuông thamai rút nga đã nhiên tu sử nạn tha có trở trở để thật nó cao cả cổng nó bảo Việt Nam một tì ạp nhiên thì đem lâu trước mắt tiếng tu sơn đại vì sai nên xuma ở đây rồi bao mây được ngon cái máy cướp rượu sẽ lại ông muốn muốn thiên nhiên để chạm đó tiếp nước lên đại lục quân sai mà nhẹ cốt đại lên một đồng viên rồi thiên một lực tăng tu sẽ lại ông muốn đấy sẽ lại ông muốn mà men miên nơi tha và ông thu được tam cọ khăn trước mặt để bảo ông bằng cách nơi con tốt như được sao và dụng cao một chiếc cầm một tiếng còn một tay bảo ông sụp cốt bây giờ tại bằng hà không bằng ron lớn á, hay như sao là bà ông vẫn coi là liên tư, một bà ông là rô tám rồi chẳng tiếc, bà ông là rô tám rồi thôi, bà bảo rằng chung cái ba đó, bà ông là đầu tiên tia chứ, tiếp tiếp Campuchia cầm, hai bà ông tiên tia lệ khăn miên nghĩa, đầm bay ở bà rằng nó bắt qua Campuchia cầm luôn, bà ông xin số bát khơi snap tích, mình sơ miên sẽ cầm một hiệp, chia sẻ thiệt là nạn chết, còn bà đại bà ông xin số bát có bán thuốc cái ca chỉ cầm, chỉ vui nâng bà rằng tam là diện cả tú đồng cả tiêm tiêu từ đây ra một chiếc cầm tại áp bàn mà bảo ông xin sự vật mà lưu vững còn nó đã rẽ xa chừng hồ đồng cả tiêm tiêu từ đây ra một chiếc cầm bảo ông là người đó chú chất và răng mình trông từ cốt từ đây ra một chiếc cầm mà ông không ai cực cơm chú chất từ sự cốt nơi nó bộ cổ được tiệm nó sẽ bắt trên nó luôn xem nó luôn mang ngàn luôn cũng sẽ bán thua mở ra chẳng hay khi mà chẳng bắt mở ra chẳng ấy tiết tiết hay vì dư ông ti bảo ông mở rút ông sở ra mở rút bảo ông nhiên tiền chân bệnh rí chức kết tự tiết chân bệnh rí chức kết ở đó bảo ông ở ca biết có trò đại chế có hồ bọc này đại chế tích đây hồ bọc này khiến sông lực lực vừa cao bằng tên tự chốt ông ti bảo ông mở rút mong bảo ông mở rút mong nâng tư là bảo ông tự tư xin ạ kênh sông tư tư xin phô ạ kia mùi ạ kia nâng chú thả kia nổ rụt đồng nơi bây nổ cổ đang bà răng sàng xong hay nơi múc ạ kia nổ rụt đồng nắng cầm nguyên vị thay mới thì hào thảo vị thay nổ rụt đồng được tiền con nào lớn mình đã bị cài tôi chứ ấy nè nơi tới là bà răng tư xung phơi ạ kia nắng lực năm mươi quan bà răng bây rồi họ sắp bà răng rụng lực bằng tay tay cho bà ông rụng lực bà răng hạ Campuchia crown cứ chưa rồi bọc Campuchia cao nguyên mẹn Campuchia crown cho tên cô sẵn xin cứ chưa rồi bọc Campuchia bà răng thôi mình đánh mình lưu cứ bà răng thôi mình đánh mình lưu đi mình nên mấy đất nông khmai rút nam mới bài bán để dây thạc cam của chiếc cọng trâu tại thật nông cọng ca cực cọng rồi bỏ ảm nam từ nước ảm nam á rút còn Việt Nam luôn đi mình nên mấy đất nông khmai nam mới bà tụi tui qua rừng có trâu hàng trâu tại thật nông cọng ca cực cọng rồi bỏ Việt Nam luôn đi nước này tại lúc không sai mà nét vào nó chẳng hãy mang thịt cho mình chạm mà đo tiền tha dẫn đến miếng sân khấu chán thì bây giờ miếng bánh ở quán chán hái ban chưa được lực là hái ban chỉ miếng tơ của dây là hái xong thì dây được lực mũi bình tiệm ôm tha lái bánh nhà hát trong đám đại bà răng bỏ tổng cô ban mà rồi mà thấy bố nên được mà nát được ôm sầm án cao bình chú mà toàn bằng bình rồi đọc bơi nắng xong bây giờ bằng cô bà răng nắng á bằng cô bà răng bóng nắng á đồng bông nói sầm bạch trên mà rồi bán xe nó ập trôn tê không như đang bằng cô đang không sai bỏ cày vua chiêm tiên rứa có không sai bỏ lỡ xong bây giờ bằng cô bảo rằng bỏ rồi mà phải mưa nước đồng bông lấy xong đang bèn rứa đám xe nước mình vô trong thì dân trang mà nè ngày muốn bị thằng nào mà qua đồng bông lấy sai sập rằng bướm sập kia bảo rằng cày đã thì tôi là bỏ cúc của mình ấy văn dòng ơi rứa bàn cắt ảnh ngang xong tôi bàn cắt cô sang xím từ ơi ảnh ngang cúc cờ mình tư nắng nha mình tư đã cắt đất xong bạch bè mà rút bám xe mưu mình đang khắc tốt ở bán này mưu bán sai tầng bà răng buôn chung mạch thì bước tốt mặt bán là hai đời xa tại sự phía bà răng tôi mất cung cung bài phúc cung bà này hay phúc cung bà này nếu như chất sát chứ mưu nâng quân hương chí mình bởi vì phía bà răng mình nên bà răng bên ổn tế bà răng khẳng ra đường cố khẳng quả bà đẹp để dùng chui ca phía khám ai lên đây còn bàn tay đúng như nhiên xong b
អនឡាញហ្នឹងហើយដែល
lưu tâm cơn hay thơ thì nếp miễn bôn đầy chân phòng để khám miễn bật xong để chết đăng ná tự côn trô ở bây giùm nửa sư chân mình đi chân tê ở miễn đề miễn đầy lưu tâm cơn sống ngay lắng miễn là lũ online nâng hình đã thọt đầy thay nâng phòng nâng kì có mọi miền to thì tiết bộ ta chân tế cứ không ai khôi bị dối ở tầm lại bút sát na và thường thường anh đang mua hiệp đi pí anh đang về pí ở na từ anh nhà thổ không ai ở từ chi và lại tức đang phơi bám khai đứng đang bị tốt thứ sai chấm cả và bỏ về là ở miền pleiếng như tục tập thơ bà lai tập bàn xa lại chẳng bộ thì mấy những gì bị có trò có cái chỗ xe rồi đã tự xung một và mình chạy to tiến tự xung một có việc sản xí từ nhà mình bình một thèm nó hỏi này để ai bắt bóng tức đầy chẳng bộ và lần xuống chọc nó ai xuống ở con xe chù